FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cửa cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và câu lạc bộ Mönchengladbach. Đây là trận đấu thuộc vòng 18 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga và sẽ được diễn ra lúc 2:30 rạng sáng ngày 8 tháng 1. Và ở trận đấu này Bayern sẽ tiếp đón Gladbach trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì Bayern sẽ chấp Gladbach với mức kèo hai trái, mức kèo phải tăng 2.25 và tăng nữa là 2.5. Mức tài xỉu trận đấu này là 3.75, 4 trái và 3.5 tỷ lệ kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mời các bạn cho mình xin một like video sau đây kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Bayern và Gladbach: Bayern thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Gladbach. 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern thì họ toàn thắng cả 5 trận. 5 trận thi đấu gần nhất của Gladbach thì họ hòa 1 và thua 4. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Gladbach cái trận này. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Gladbach bị nhà cửa dưới, nhưng mà là do cái mức kèo chấp quá cao. Nếu như trận đấu này mà Gladbach cầm hòa được Bayern, thậm chí là thất bại trước Bayern với cách biệt là 2 bàn đi chăng nữa, thì chúng ta chọn của Gladbach, chúng ta chỉ từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Với lại là mình thấy là mặc dù là cái phong độ thời gian đây của Gladbach thì cũng không mấy thực sự tốt lắm, nhưng mà cái thành tích đối đầu của Gladbach trước Bayern thì cũng khá tốt. Khi mà 5 lần chạm trán ở đây thì Gladbach chỉ thua Bayern đúng một trận mà thôi. Và cũng chưa kể là có thể trận đấu này Bayern họ cũng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất để đá với Gladbach đâu. Tại vì cái khoảng cách điểm số của Bayern với đội bóng xếp thứ hai cũng đã khá là xa rồi. Nếu như trận đấu này mà Bayern có hòa hoặc là thua Gladbach đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến vị đầu bảng của họ cả. Cho nên ban đầu tin tưởng mình, hy vọng ưu tiên đi cửa đội khách Gladbach được chấp hai trái hoặc là 2.25 trong này. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3.75, 4 trái và 3.5. Thì những lần mà hai đội chạm trán trên sân của Bayern thì mình thấy cũng không nhiều bàn thắng được ghi. Mình dự đoán trận đấu này có thể là Bayern thắng Gladbach với tỷ số là 2-1, hoặc là có thể là Gladbach thắng Bayern với tỷ số là tối thiểu. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đi cửa xỉu trận đấu này. Nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của Gladbach, các bạn ưu tiên đánh xỉu không. Mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.75, tài xỉu là 1.5. Hiệp 1 các bạn đã Gladbach và các bạn đã tài 1.5. Mình dự đoán hiệp 1 hai đội hòa nhau với số là 1 đều. Và tiếp lại trận đấu khuyên các bạn chọn Gladbach và bạn đá xỉu. Hiệp 1 chọn Gladbach và đá tài 1.5. Và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.